Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng đã diễn ra tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, 11 địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đại biểu tỉnh Ninh Bình dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước khi diễn ra hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cắt băng khai mạc triển lãm ảnh và gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng. Với chủ đề Vùng đồng bằng sông Hồng liên kết phát triển, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững, triển lãm và trưng bày là hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, con người, mối liên kết và sự phát triển của các địa phương thông qua các hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp của vùng đất, con người và sự thay đổi bứt phá của vùng đồng bằng sông Hồng. Mỗi tỉnh, thành phố được bố trí một gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày sản phẩm. Nội dung trưng bày giới thiệu tại các khu gian hàng là các sản phẩm OCOP, đặc trưng tiêu biểu của các tỉnh, thành phố. Đây là cơ hội để giới thiệu các sản phẩm chủ lực tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước đến đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế. Các chương trình triển lãm ảnh và gian hàng hội chợ đặc trưng sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2 năm 2023 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Chương trình hành động của Chính phủ nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu tại nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị để xây dựng đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái, là trung tâm kinh tế tài chính lớn, mang tầm khu vực và thế giới, trung tâm hàng đầu của cả nước về văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, thông minh, hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới, thông minh xanh, bền vững, phù hợp với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Phấn đấu đến năm 2030, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 của vùng đạt khoảng 9% một năm. Đến năm 2030, GRDP tăng khoảng 3 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 274 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 55%, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm khoảng 1,5% một năm. Đối với tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung đổi mới toàn diện hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng đa chiều, đa phương thức, thực chất và hiệu quả, chú trọng đến hiệu quả các dự án và chất lượng tăng trưởng xanh, hướng tới sự phát triển bền vững. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp làm việc, trao đổi với các nhà đầu tư lớn, tiềm năng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, như tập trung thu hút doanh nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, các dự án khu đô thị, thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí cao cấp, đã tổ chức thành công hội nghị gặp gỡ, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo, Nhật Bản, trực tiếp tiếp xúc, làm việc với nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn,
bên cạnh tiếp tục thực hiện các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để trực tiếp nghe phản ánh, kiến nghị và xem xét giải quyết, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo phương châm chính quyền đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thực chất các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện bộ chỉ số và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương DDCI năm 2022, qua đó tăng cường cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các đơn vị, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực. Tại hội nghị, các báo cáo và ý kiến tham luận nhấn mạnh tầm quan trọng, sự cần thiết của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự phát triển của vùng. Các đại biểu cũng đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, sát thực tiễn và khả thi để triển khai Nghị quyết 30 và chương trình hành động của Chính phủ, từ đó khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn nhằm đạt được các mục tiêu, trong đó tập trung phân tích các giải pháp phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông vận tải vùng hiện đại, liên kết vùng và quốc tế, phát triển hạ tầng, chính sách, nguồn nhân lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế phát triển các ngành công nghiệp, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa và du lịch, phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển xanh, bền vững vùng đồng bằng sông Hồng, giải quyết việc làm, cơ cấu lại lao động. Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy các đột phá phát triển của các địa phương trong vùng. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là hội nghị 3 trong 1, triển lãm thành tựu phát triển kinh tế xã hội và giới thiệu nông sản đặc trưng của vùng, công bố chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là hội nghị cuối cùng triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về 6 vùng kinh tế xã hội trên cả nước. Theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhất hô bá ứng, tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững. Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước. Đồng thời yêu cầu quán triệt, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển vùng theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó cần đặc biệt quan tâm tập trung một số lĩnh vực gồm hạ tầng chiến lược kết nối, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan và 11 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý, chính sách liên kết vùng đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, làm tốt công tác quy hoạch giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 để điều phối, quản lý thống nhất, bảo đảm tính liên kết đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và phát triển bền vững, sớm hoàn thành quy hoạch vùng trong năm 2023, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế biển, phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững, theo mạng lưới và thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành các chuỗi đô thị thuộc các hành lang kinh tế gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics, yêu cầu phát triển vùng trở thành trung tâm khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu của cả nước, đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp liên kết đầu tư phát triển khoa học công nghệ, phát huy vai trò là trung tâm hàng đầu cả nước về giáo dục đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Thủ tướng nhấn mạnh văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa còn thì dân tộc còn. Cần phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế chính trị xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo, khát vọng phát triển phồn vinh, phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa, chú trọng quy hoạch, đầu tư các thiết chế văn hóa, công trình văn hóa tiêu biểu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, yêu cầu sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là đất đai, nước.
thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố khối đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, có chuyển giao, kế thừa. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cũng đã tiến hành trao thỏa thuận hợp tác về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng. Công bố thỏa thuận hợp tác, thư bày tỏ quan tâm tài trợ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đối tác phát triển, trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ của các địa phương và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước.